Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Thời Sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn dẫn dắt U23, VFF nói gì? Chia sẻ với giới truyền thông Hàn Quốc khi về nước nghỉ Tết, huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ nguyện vọng chỉ làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia chứ không kiêm nhiệm như hiện tại. Tuy nhiên, chắc chắn VFF không đồng ý với đề xuất này. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ vẫn nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 diễn ra tại Philippines cuối năm nay. Theo một lãnh đạo VFF, khi ký hợp đồng với VFF thì một trong các nhiệm vụ huấn luyện viên Park Hang-seo đảm nhận là cùng đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Huấn luyện viên Park Hang-seo là người chuyên nghiệp và cũng rất có trách nhiệm, thế nên thông tin như vừa qua là không chính xác. Chúng tôi hiện cũng chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía ông Park về chuyện hợp đồng mới. Lãnh đạo VFF trên cho biết, việc huấn luyện viên Park Hang-seo không muốn kiêm nhiệm là bởi ông muốn tập trung cho đội tuyển quốc gia với mục tiêu hướng tới World Cup. Bên cạnh đó, trên thế giới, ít nơi có trường hợp một huấn luyện viên trưởng phải làm công việc ở cả đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia. Từ khi làm việc ở Việt Nam hơn một năm qua, thầy Park vừa xay lúa vừa bế em, hoạt động hết công suất từ giải U23 châu Á 2018 tới ASEAN, AFF Cup và mới đây là vòng chung kết Asian Cup 2019. Tuy nhiên, VFF có lý do để từ chối đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đầu tiên là việc trong bản hợp đồng đã ký, VFF có giao nhiệm vụ cụ thể với thầy Park ở SEA Games 30. Bên cạnh đó, tấm huy chương vàng SEA Games, dù chỉ ở sân chơi khu vực nhưng suốt hơn 50 năm qua, bóng đá Việt Nam không thể giành được. Vì thế, nó cũng ý nghĩa không kém các thành tích ở tầm châu lục. Với những gì đã làm được trong năm 2018, có lẽ chỉ có thầy Park mới có thể giúp Việt Nam hoàn thành giấc mơ huy chương vàng SEA Games vào cuối năm nay. Về việc cần sớm gia hạn hợp đồng, tăng lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo, tin từ VFF cho biết thời điểm hiện tại những vấn đề này chưa được bàn tới. Lý do bởi hợp đồng của ông Park với VFF có thời hạn tới tận tháng 1 năm 2020, tức là còn khoảng một năm. Chắc chắn khi gia hạn, hợp đồng mới sẽ phải cân nhắc tới những đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Nhưng đây chưa phải là thời điểm bàn về việc này, lãnh đạo VFF cho hay. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Thời Sự để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tin Thời Sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo Hàn Quốc chỉ ra điều mà đội nhà cần học hỏi ở tuyển Việt Nam. Dù đội tuyển Hàn Quốc rất mạnh, nhưng huyền thoại bóng đá nước này Choi In-jong vẫn cho rằng đội tuyển xứ Kim Chi vẫn cần phải học hỏi tuyển Việt Nam. Dưới đây là bài nhận định của ông trên tờ Interfootball. Sau thành công rực rỡ của huấn luyện viên Park Hang-seo, những người Hàn Quốc đã dành sự quan tâm đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, nhiều chuyên gia nước này cũng theo dõi kỹ hơn về những chiến binh sao vàng. Ngày hôm qua, huyền thoại bóng đá nước này Choi In-jong đã có bài viết khen ngợi đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, ông cho rằng đội tuyển Hàn Quốc có những điều cần học hỏi đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên tờ Interfootball, ông Choi In-jong bình luận, ở trận tứ kết Asian Cup 2019 với Nhật Bản, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo cho thấy họ không dễ sụp đổ ngay cả khi đối diện với đối thủ rất mạnh. Điều này có được là nhờ sự kết hợp giữa bóng đá Việt Nam với đội ngũ huấn luyện viên Hàn Quốc, gồm huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee Jung-jin. Đội tuyển Việt Nam chơi thiên về phòng ngự khi gặp các đối thủ mạnh. Dù vậy, họ vẫn luôn cố gắng uy hiếp đối thủ bằng những pha phản công với sự tham gia của nhiều cầu thủ để tận dụng tốt cơ hội ghi bàn. Điều này khác với Hàn Quốc, sự hiệu quả trong phản công là yếu tố sống còn với thành bại của đội bóng, nhưng chúng ta lại không tốt ở những tình huống ấy. Có quá ít cầu thủ tham gia vào tình huống phản công. Tôi nghĩ rằng việc chớp thời cơ từ những tình huống phản công là điều mà đội tuyển Hàn Quốc cần phải học hỏi Việt Nam. Ngoài ra, huyền thoại Choi In-jong cũng dự báo về tương lai tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Ông nói thêm, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể đe dọa bóng đá Hàn Quốc nhờ sự phát triển nhanh chóng từ giải quốc nội chất lượng. Hàn Quốc vẫn là thế lực của bóng đá châu Á, nhưng tôi không yên tâm khi Việt Nam đang tiến gần. Ngay cả ở Asian Cup 2019, đội tuyển Trung Quốc đã cho thấy sự phát triển dù hạn chế, Việt Nam thì có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Vào tháng 3, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Hàn Quốc trong trận tranh siêu cúp giữa hai khu vực Đông Nam Á, Đông Á. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tin Thời Sự để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!